Công an Trung Quốc gọi vụ cháy xe ở Thiên An Môn là một vụ tấn công khủng bố, tin từ Bắc Kinh. Công an Trung Quốc đã bắt giữ 5 nghi phạm sau khi một chiếc xe bốc cháy trên quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, mà công an hôm nay đã gọi là một cuộc tấn công khủng bố, trong đó 5 người đã bị thiệt mạng. Trong chương trình tin tức buổi tối, đài CCTV cho biết, công an Bắc Kinh đã xác định sự việc xảy ra vào ngày 28 tháng 10 là một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được tổ chức chặt chẽ. Và nay, 5 người có liên quan trong vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ. Trích dẫn thông cáo của công an, CCTV cho biết, chiếc xe SUV mang bản số xe Tân Cương được sử dụng trong cuộc tấn công đã được điều khiển bởi ông Usman Hassan, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, là những người Hồi giáo ở vùng viễn Tây Tân Cương. CCTV nói thêm, vợ và mẹ của ông Hassan cũng ngồi trong xe với ông ta, cùng với một thùng chứa đầy xăng. Ngoài ra còn có 2 con dao, một thanh sắt và một lá cờ với nội dung cực đoan tôn giáo ở trong xe. Công an Bắc Kinh nói rằng, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 28 tháng 10, 3 người Duy Ngô Nhĩ đã lái chiếc xe với tốc độ cao, vượt lên vỉa hè đại lộ Trường An, đụng vào rào cản, cố tình đâm vào một đám đông, làm 2 người chết và 40 người bị thương. Các nghi phạm đã lái xe đụng vào thành cầu nước vàng của Tử Cấm Thành và đã đốt bình xăng, khiến chiếc xe bốc cháy. 3 người trong xe đã thiệt mạng tại hiện trường. Với sự giúp đỡ từ chính phủ Tân Cương, công an đã bắt giữ 5 người có liên quan trong vụ tấn công và cả 5 người này đều là người Duy Ngô Nhĩ. Công an nói thêm là đã tịch thu cờ thánh chiến và dao tại nơi họ đang ở. Tân Cương là quê hương của những người Hồi giáo Uyghur, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này cáo buộc Bắc Kinh đang áp tôn giáo và văn hóa của họ. Trong quá khứ đã từng có các cuộc đụng độ bạo lực tại Tân Cương. Chính phủ đổ lỗi cho các chiến binh người Duy Ngô Nhĩ đã gây bạo động ở Tân Cương, nơi giáp biên giới với các quốc gia Trung Á của Liên Xô trước đây, cũng như với Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền và những người lưu vong nói rằng Trung Quốc đã thổi phồng sự đe dọa để biện minh cho sự đàn áp khắc nghiệt của mình.